Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây mun sừng nha. Cây thuần chậu lâu lâu rồi nhà mình, lâu năm rồi. Cây đang vô dây nước một nha. Cây đang vô dây định hình. Cây form thiên nhiên. Cây có mã số là 720. Có số đo tổng hoành gốc là 74, chiều cao là 111. Đang nằm chậu lọt lòng là 64. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 4.500k bao ship không chậu nha. Một cây mun sừng quá VIP. Để đẹp luôn nha. Để quá đẹp. Cái này lũa luôn nha mình. Lũa luôn nha. Cây này hai người khiêng á, để còn chôn bên dưới nữa nha mình. Lũ âm thân luôn nha, mặt đây lũ âm thân luôn. Lũ âm thân luôn nha. Cây này quá VIP. Cây mun sừng. Chàng lũ bên dưới cũng quá đẹp nha. Lũ âm luôn. Form thiên nhiên. Rồi mã số 720. 4.500k bao ship không chậu. Cây quá VIP nha nhà mình. Cây mung quá VIP. Cây quá đẹp nha. Chàng đế, chàng đế nhìn quá quá là dữ nha. Quá già. Rồi 720, 4.500k bao ship không chậu. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.